biết tại sao người ta đi làm một tuần 40 tiếng, còn ta đi làm tuần 100 tiếng không? Tại người ta có gia đình đi về. Về rồi không? Lại đây. Nè, con đi. Gấp ra. Mày làm gì? Mày dãy dụa hoài vậy chim? Mày có tin tao xách, mày đi tao quát mày một phát, mày không còn cộng long làm vốn không chim? Mà mày biết là con đang rất cần một người bạn. Từ ngày mai sẽ có người chăm sóc cho con nha. Chết em rồi. Hả? Út không có tìm hiểu rõ công việc, giờ Út làm không có nổi. Vậy thì bây giờ ngay lập tức bóc điện thoại lên, nói với người ta là cấm mấy người không được mướn tôi làm nữa. Lương tháng 15 triệu lận á. Ui. Không sao. Anh sao, anh sợ tôi đó hả? Khoan, tôi không cố tình đụng vào đó, mà là đó tự nguyện chui vào đây. Chui nè. Nơi nào có chó, nơi đó không có ai. Anh đã từng làm nhiều công ty rồi, mà bây giờ mới tìm được người như em. Xinh đẹp quá mức cho phép và giỏi xuất sắc. Em giới thiệu chị hai của em. Ở đâu mất tiêu rồi? Hai hả? Nhỏ ngồi trước mặt Út á, là nhỏ đụng hai ngoài công viên, hai kể rồi đó. Khùng hả? Alo, bé Ngọc. Út, ngồi dậy cảo ra lẹ lắm. Giờ Út bận này vô, chụp hình, gửi cho hai nha. Trời ơi, mình muốn mạng chụp biến thái, đi ra khỏi phòng em. Em muốn ông bớt lo cho em đi. Sống cho bản thân nhiều hơn. Mà không biết phải làm sao hết. Cái tôi cần không phải một người giúp việc, mà tôi cần một người vợ giống mày. Yeah! Đúng rồi đó. Yo. Ngọc ơi. Trời đất ơi, ông làm gì con heo của tôi? Tôi với con heo đang... Nó là chó đực,